Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện quy trình công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030 theo tinh thần chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy dân chủ trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung nghiên cứu nội dung các tờ trình, công tâm, khách quan, cân nhắc trước khi quyết định để hội nghị đạt kết quả. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện quy trình cán bộ đối với hai nội dung: giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu nhân sự bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với nội dung rà soát bổ sung quy hoạch, hội nghị đã thực hiện quy trình các bước 2, 3, 4 theo hướng dẫn số 02 của Tỉnh ủy. Đối với nội dung kiện toàn bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 nhiệm kỳ 2020-2025, hội nghị đã thực hiện quy trình các bước 2, 3, 4, 5 theo quy định tại khoản 1 điều 21 quy định số 80 của Trung ương, quy trình giới thiệu nhân sự đối với nguồn nhân sự tại chỗ với 4 hội nghị. Trên cơ sở kết quả lấy phiếu ở các hội nghị, Ban Chấp hành đã thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín để trình Ban Tổ chức Trung ương xem xét quyết định.